Chỉ toàn bộ các câu lạc bộ xe đạp về đây tham dự sinh nhật lần thứ 10 của câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều. Lần thứ 2 câu lạc bộ xe đạp thể thao Cựu chiến binh Hà Nội được tham dự lần thứ nhất là 5 năm, lần thứ 2 là 10 năm hôm nay. Thật là vui mừng và xúc động khi được gặp gỡ toàn thể các anh các chị câu lạc bộ xe đạp của các tỉnh phía Bắc về đây tham dự sinh nhật này. Chúng tôi thay mặt cho câu lạc bộ xe đạp thể thao Cựu chiến binh Hà Nội xin chúc các toàn thể anh chị em câu lạc bộ xe đạp sức khỏe mạnh khỏe và ta chinh phục trên các mọi đèo đường của đất nước. Chúc cho câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều mạnh khỏe, ngày càng phát triển và vững mạnh. Chúng tôi xin thể hiện bài ca xe đạp vui lên đường là một ca khúc của đại tá Bùi Hùng, hội viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Cựu chiến binh Hà Nội sáng tác. Và sau đây ca khúc chúng tôi gửi đến các anh các chị xe đạp để mang chất thông điệp chúng ta là những chiến binh của những quân ơi trên cung đường, để chúng ta có kết nối tình bạn giữa tình bạn để mang sức khỏe niềm vui cho cuộc sống. Cảm ơn.
Câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều, chúng tôi luôn phát huy được thế mạnh của mình, bớt đi những tồn tại thiếu sót để xây dựng câu lạc bộ ngày một lớn mạnh hơn trong con mắt của anh em bạn bè và làng xe đạp Việt Nam. Phát chương mình tấm áo câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều, chúng ta thật tự hào vì được là một người con của quê hương có truyền thống lịch sử hào hùng, là thành viên của một câu lạc bộ lớn mạnh với tinh thần đoàn kết gắn bó, luôn phấn đấu vươn lên. Càng tự hào bao nhiêu, chúng ta càng xác định rõ trách nhiệm cao cả của mình, phải luôn rèn luyện tu dưỡng bản thân, xây dựng câu lạc bộ ngày
khang lớn mạnh, quảng bá hình ảnh cao đẹp của quê hương, đệ tứ chiến khu đến mọi miền tổ quốc, phấn đấu giữ vững câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều mãi là lá cờ đầu trong phong trào xe đạp thể thao Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương Đông Triều ngày càng vững mạnh, đẹp giàu. Là một thành viên của câu lạc bộ xe đạp thể thao Đông Triều, thì tôi thấy rằng là câu lạc bộ xe đạp thể thao Đông Triều một tập thể rất là đoàn kết và rất là vững mạnh. Sau 10 năm thì đã phát triển được 105 thành viên, và bên cạnh cái việc mà rèn luyện sức khỏe cho chính bản thân thì chúng tôi còn muốn như vậy là góp phần vào cái phong trào rèn luyện thể thao của toàn thị xã, muốn nâng cao cái đời sống của thị xã. Và chúng tôi cũng đã đi giao lưu rất nhiều nơi trong cả nước, và đi đến đâu thì chúng tôi cũng muốn quảng bá cái hình ảnh của quê hương Đông Triều, những cái nét đẹp của quê hương Đông Triều, và được rất nhiều người mến mộ. Trong dịp kỷ niệm 10 năm này thì chúng tôi dự kiến sẽ đón khoảng hơn 1.000 thành viên của các câu lạc bộ của cả nước đến để tham dự, và đấy cũng là một cái điều kiện để cho mọi người thấy được cái nét đẹp và sự giàu mạnh của quê hương Triều, cũng như là cái sức mạnh của tập thể câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều. Trong cái phương hướng sắp tới thì chúng tôi mong muốn rằng là chúng tôi sẽ phát triển tốt hơn nữa về kể cả cái lực lượng cũng như là cái phương thức rèn luyện, và mong sao rằng là trong những cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ đạt được những thành quả tốt hơn. Một lần nữa tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị anh chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của câu lạc bộ xe đạp thể thao thị xã Đông Triều thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa nắng vừa gió, vừa những cơn mưa rào, vừa gió
dốc đèo mây, bước cuồng vẫy cây chào, vượt nắng vượt gió, tuổi 20 thanh dấu, quay nhanh cùng Việt Nam vươn cao. Vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt dốc đèo mây, bước cuồng vẫy cây chào, vượt nắng vượt gió, tuổi 20 thanh dấu, quay nhanh cùng Việt Nam vươn cao. Vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt dốc đèo mây, bước cuồng vẫy tay chào, vượt nắng vượt gió, tuổi 20 thanh sống, quay nhanh cùng Việt Nam vươn cao. Vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt dốc đèo mây, bước cuồng vẫy tay chào, vượt nắng vượt gió.